Kính chào quý anh chị đầu tư, xin giới thiệu đến quý anh chị đầu tư lô đất sào tại xã Lộc Thành, Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Đất có diện tích 1.000m, bề ngang là 12m và chiều sâu là 80m. Mặt đường phía trước là hơn 5m. Từ quốc lộ 13 đi vào đất của mình là 10km. Đất của mình có vị trí cách đường Đồng Tâm Tà Thiết khoảng 300m nha quý anh chị. Nằm trong khu dân cư hiện hữu, đã có sẵn vườn cây. Anh chị quan tâm đầu tư liên hệ trực tiếp bên em để tư vấn. Xin cảm ơn quý anh chị.